Mấy? Anh chọn Thúy Ngân. Yeah. Trong mỗi ngày là điều hạnh phúc ở trên thế gian, lòng anh bâng ướt. Xin lỗi Ngân. Anh đánh vô mặt em, vô miệng em, vô càm em hả? Nhưng mà sau đó người ta lại tự vuốt má rồi. Tôi vuốt đâu? Có, vuốt lại nè. Đi dây. Trò chơi này rất đơn giản. Mỗi thành viên của mỗi đội bước lên bình tĩnh và sau đó đeo cái bao tay vào, đồ cái nón vào. Sau đó chúng ta sẽ đấu bằng cách lấy cái tay của mình đập vào cái nón kia, đội nào rớt nón xuống trước đội đó thua. Và trong thời gian mà chúng ta đấu, nếu lỡ như bị trượt chân rớt xuống dưới đất thì có thể bước lên lại, không vấn đề gì cả. Thôi em thấy này thua rồi. Chiến thuật của đội mình lỡ có thua, đánh đội đối phương nhập viện, đánh đội đối phương nhập viện. Trời. Bây giờ hãy chọn đối thủ đi. Thắng thua không còn quan trọng nữa. Em vẫn có đối thủ với anh Trương Thế Vinh. Hả? Trời ơi, cái tướng này, cái tướng này nhập viện gì nói. Chơi cái gì phải chơi khó, thà em thua với anh Vinh. Không ai cười, không ai cười em. Đúng, không ai cười em. Rồi, giới thiệu như vậy anh chơi với dạ, anh thua dạ thì mọi người sẽ cười anh. Đội thua là chỉ có quyền nói chuyện ở đây. Đúng. Mời chọn đối thủ. Mời chị Khánh. À, chị chọn Ngọc. Nhưng mà em không chọn chị. Người ta đi du học về, người ta chưa biết Ngọc như thế nào. Đây nè, người tiếp theo nè, coi tình yêu có lựa chọn hay không. Vinh, chọn ai? Nhắn với mây để ông trời. Để chú già cho em. Được, mấy... anh chọn Thúy Ngân. Em mà ăn anh á. Trời, sao cuối cùng làm chú nhưng mà thiếp. Đúng rồi. Không có chắc được đâu, chỉ có hai cục trên đầu. Cộng quá vậy. Đứng lại nào. Bây giờ chơi thắng hay là chơi đẹp? Em không có cần đẹp luôn. Sợ nhộng hay sợ xấu? Em biết rồi, em biết rồi. Không vô được, chị phải qua cái cục bự này nè. Trời, con bé rất là thông minh luôn á. Rồi đội rồi nhét hai cục vô một lỗ. Rồi, bây giờ nó đánh không rớt cái nó mà đánh cắm đầu. Ông còn gì để mất tiền sự mà. Khi ta đánh cái nón không gì rớt nhưng mà cái đầu cắm xuống đây. Để, chị để không thấy đường đâu. Rớt xuống còn lên chơi lại được. Rồi, chúng ta đánh. Nhớ. Thuận tay nào. Không có tay nào thuận luôn. Trên cơ thể người đó không thuận một tay nữa. Thật ơi, gà chiến, cố lên. 3, 2, 1, go. Cố lên. Quýnh vô cái nón, quýnh vô cái nón, quýnh vô cái nón. Tay kia không được đụng nha. Trời ơi. Leo lên, leo lên. Đòn từ sau, móc, 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 đúng rồi. Mất cái tay rồi. Mất cái tay rồi. Tay của em rồi. Em ơi, móc, móc, em ơi, móc. Móc. Để sáng. Rồi, như vậy là Ngân Khánh hôm nay là con ác chủ bài của đội mình. Đúng như vậy. Mời Trương Thế Vinh và Thúy Ngân. Anh thử đi. Vấn đề đây là em tưởng là mình thông minh khi mình nhắc cái cục đó vô, cuối cùng cái cục là cái cục làm em dễ rớt nón nhất. Ngọc ơi, với sự trở lại mùa bốt này anh thấy sự bụng về vẫn còn nguyên vẹn. Tôi là chắc chắn tôi không bao giờ bị rớt nón. Cái đầu tôi bự. Đúng rồi. Nhưng mà ổng trơn. Nhưng mà không có tóc. Ê, ủa em chơi vậy ai chơi? Kêu em đội nón mà đâu có kêu đội sao đâu. Quy định là đội phía trước. Go!
chơi hai tay vợ hai người kìa. Tôi lớn lớn lại thôi chị bảy, một tay thôi. Bắt đi. Để đây, để đây. Tay kia, cái tay. Tay kia, cái tay. Mấy anh chọn Thúy Ngân. Yeah. Yeah. Anh mà ăn em nghỉ chơi với anh. Đây là chương trình game show không có những cử chỉ quá mức. Trời ơi, sao chơi cái gì kì kì con vậy? Anh mời anh về chỗ cho mà anh. Lui ra, lui ra. Bây giờ tôi thấy vậy nè, mỗi đứa đánh đầu một cái thì đứa nào đánh rớt trước đó, tôi đó thắng đi. Quýnh gì vậy, chừng nào mới thắng? Em đây á chị, em lại thua rồi. Xin lỗi Ngân. Anh đánh cho mặt em, cho miệng em, cho càm em nữa. Nhưng mà sau đó người ta lại tôi vuốt má rồi. Tôi vuốt đâu? Có, vuốt lại nè. Đi dây. Mai lắm. Nghĩ chơi. Anh ơi coi, bà chơi dơ bên kia. Đang bên kia. Mình chơi nè, em đang rất là muốn chơi à. Ghê chấp luôn à. Đánh gì nữa bạn? Ghê. Em ăn muốn chơi bánh à. Tôi đề nghị chương trình không cho tôi đánh đồ bạn, tôi đánh đội tôi được không? Chơi luôn. Anh nở lần nào đây. Nở chứ nào. Anh chơi đi cho em biết nó khó đến mức độ nào. Thực sự ra bây giờ đánh chừng nào mới rớt cái nón tôi. Không bao giờ rớt nè. Anh lấy lại danh dự cho chị em chúng mình. Tụi em không có danh dự để lấy luôn. Em mất từ đầu rồi. Đây, thưa quý vị thân mến, cặp đôi cuối cùng là ông chú Tân Phú và bà Thiếm Bình Lợi sẽ đến với nhau. 3, vô. 2, 1, go. Chưa đeo. Đánh đi, đánh đi, đánh đi. Đánh đi. Gài lại luôn rồi kìa. Đánh thử anh kìa. Thức đi. Đấy, đập nha. Như vậy là thua, nhưng mà không sao, chúng ta vẫn thắng mà. Dạ. Nè, vết hàng trên lưng ngựa. Thấy chưa, thằng người nào chơi là chơi như vậy đó. Thì tại tụi em cái này nó còn người ta nhiều kêu xích lại, không chịu xích. Tụi em nhiều. Em nghi ngờ anh Lực có dán keo lên trên cái nón. Không có keo. Chúng ta thắng lượt này nhưng mà vẫn thua. Hiện tại tỷ số là 3-0. Chơi vậy để chơi làm gì nữa anh? Hôm nay mình chơi vậy chơi gì nữa? Nếu mà thua 3-0 nó khác, thua 4-0 nó khác. Thua 3-0 thì phạt nhẹ, thua 4-0 thì phạt nặng. Cho bây giờ cho tụi tôi đấu với nhau luôn được không? Đây. Ai thua là thua luôn. Mời lên cầu. Thua là chịu phạt luôn giùm mấy người kia. 3-2-1 lên. Có đội nón không? Chứ tôi đội nón là tôi chắc ăn rồi đó. Với cái sự mạnh mẽ của Tiến Lực thì chắc chắn là cũng khả năng là thắng. Và Tiến Lực yêu cầu là chơi đi. Để đội tôi coi ai thua là lát phạt một người đó thôi. Em đúng không? Thử chị lên trước.
hai đứa con gái chơi với anh Luật nè. Âm nhạc vang lên, thành viên nào rớt xuống đầu tiên thua. Ủa vậy đứng vậy thôi nè. Ủa người ta đẩy cho em sao? Vậy thôi Ngân lên trước. Con bé dở dễ sợ. Âm nhạc lên là em phải xô bạn em trước đầu tiên. Khi mà nhạc lên Ngân mới quản đẩy em sao? Ờ, người nào rớt trước là người đó thua. Ngân người nào rớt trước, hiểu chưa? Người nào rớt trước người đó thua. Em có hiểu người nào rớt trước chưa? Rồi chơi. Nè, nhạc lên một cái nè. Nhạc lên một cái là hiểu đi nha. Nè nha. Không còn anh em gì hết nha. Mọi người đừng như vậy. Đứng xa ra, đứng trái trời một mình Ngân đẩy hai người xuống. Go. Thưa quý vị, tôi chưa thấy ai mà thật thà như Ngân á. Tôi nói rất rõ ràng là người ta đẩy em thua, hoặc là em đẩy người ta đó người ta thua. Nhạc lên là bà đứng. Cái gì biểu của em là nhạc lên làm em, gì? Em chưa kịp, em định hụt xuống với hai người này tự đẩy nhau mà chưa hụt kịp. Cái nhiệm vụ của em là nhạc lên làm gì phía phải liền. Ờ, hiểu rồi. Chứ em về phía này là em chết liền. Đúng. Làm thế nào? Lại, 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 lại. Sao không, em có thể suy nghĩ là em hụt xuống để anh với Ngọc tự quẹt nhau hả? Wow. Ôi. Cái lại. Sáng sớm pha chút xíu nước ấm với muối iốt. Uống mỗi sáng rất tốt nha cưng. Bây giờ Luật ở giữa nè. Chết rồi. Rồi. Ê, đừng giỡn nha. Nè. Bây giờ chúng ta không cần đụng nhau nữa. Đứng mỗi người một vị trí ra. À chứ đó đụng là mệt lắm á, tại nhạc vô là tuôn dây, là nhạc vô là tuôn dây là không có nào dám tới. Không có ai chơi vậy. Nhạc lên là co một chân nha. Ai mà lâu hơn người đó thắng nè. 3 2 1. Go. Lực chắc chắn, lực thua chắc, ghê trên ghê, lực thua chắc. Mỏi à? Mỏi. Mỏi à? Nhưng không sao. Bây giờ tất cả mọi người nhắm mắt lại luôn mới hay nè. Co một chân nhắm mắt lại luôn. 2 3 nhắm mắt nè. Nhắm mắt. Rồi, rồi. Rồi, rồi, rồi. Nhớ mắt lại em. Em ăn chen. Sánh rồi. Rồi, như vậy là Ngân thua. Thưa quý vị, chơi 3 lần Ngân đều thua cho quý vị. Rất hay. Không sao cả, vừa rồi là bé Ngân nó gọi em là em đang cứu giới danh dự cho đội em bộ. Không, danh dự đâu mà cứu bé này. 3 lần mình đều thua hết. Với sự hỗ trợ không cần thiết của Ngân thì 3 lần mình đều thua hết.